ngon thế. Ôi dậy đi. Dậy đi chỉ nấu cơm cho ăn. Ngủ. Không thấy. Thế ngủ không dậy à? Thế ngủ tí chị đi nấu cơm cho ăn cơm nhá. Nằm yên. Thế thế nằm ngủ đi. Ngon lắm này.
ăn với mình nhé. Hôm nay mình ăn món đậu mắm tôm. Trời mưa ăn món đậu mắm tôm rất là hợp. Mình chỉ lấy một ít bún này. Bún, mình ăn gì? Ngon nhỉ? Ít mỡ này, Bún có ăn không? Còn đói hả? Đậu mắm gì vậy? Mình là bún đậu mắm tôm, để đây đi mẹ ăn đấy. Ngon lắm. Đậu ăn đậu nhá. Thank you.